bệnh nhân hay gặp các triệu chứng hoa mắt, chóng mặt, thậm chí là ngất sau khi leo cầu thang. Gần đây, bác sĩ tiếp nhận bệnh nhân nam 33 tuổi, thể trạng khỏe mạnh, cao 1m72, nặng 78 cân, thường xuyên tham gia các hoạt động thể dục thể thao. Tuy nhiên, theo lời bệnh nhân kể, bệnh nhân hay gặp các triệu chứng hoa mắt, chóng mặt, thậm chí là ngất sau khi leo cầu thang. Kết quả xét nghiệm máu của bệnh nhân cho thấy bệnh nhân không có thiếu máu, số lượng hồng cầu vượt trội so với người bình thường khoảng 15%. Tuy nhiên, chất lượng tế bào hồng cầu nhỏ và nhược sắc. Kết quả sàng lọc đột biến gen, bệnh nhân có mất đoạn lớn C trên gen alpha globin. Đột biến mất đoạn C là đột biến khá thường gặp của gen alpha thalassemia. Tại các nước đang phát triển như Việt Nam và Đông Nam Á, tỷ lệ xuất hiện đột biến này rất cao, từ 5 đến 10%. Người mang đột biến C khi tuổi càng cao sẽ dẫn đến tình trạng thiếu máu, hồng cầu nhỏ, nhược sắc, tủy sinh máu không hiệu lực. Bệnh nhân có tình trạng ứ sắt ở trong các cơ quan tim, gan, thận, dẫn đến ảnh hưởng trực tiếp sức khỏe, sinh lý. Đối với bệnh nhân, bác sĩ có kế hoạch chỉ định kiểm tra sức khỏe định kỳ 6 tháng một lần, bao gồm các chỉ số đường huyết, chức năng gan, chức năng thận, các chỉ số tim mạch, tuyến giáp, đặc biệt acid uric và ferritin, để đánh giá tình trạng ứ sắt của bệnh nhân trong cơ thể.